Tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp với số ca bệnh tăng nhanh, nên các địa phương phải đánh giá sát nguy cơ để ứng phó, đồng thời ngành y tế tối ưu hóa nhân lực để đảm bảo điều trị bệnh nhân COVID-19. Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 với các địa phương, đơn vị vào chiều tối ngày hôm qua, ngày 28 tháng 2. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Theo đánh giá tại cuộc họp, dự báo trong tháng 3 năm 2022, thì số ca mắc sẽ tiếp tục tăng lên. Khó khăn với các địa phương hiện nay là số ca mắc tăng nhanh khiến lực lượng y tế cơ sở quá tải. Số ca mắc là giáo viên và học sinh cũng tăng cao, khiến việc tổ chức duy trì dạy học gặp khó khăn. Tình trạng người dân tự xét nghiệm và tự điều trị mà không khai báo vẫn phổ biến, khiến việc quản lý điều trị gặp khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ bệnh chuyển nặng mà không được tiếp cận y tế kịp thời. Qua ý kiến của các đơn vị địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến lưu ý, hiện nay số ca mắc COVID-19 đang tăng lên nhiều. Vì vậy, các địa phương đánh giá sát nguy cơ để ứng phó phù hợp. Số ca nặng đang tăng lên trong khi nguồn nhân lực y tế thiếu hụt, nên ngành y tế phải có phương án phù hợp để đảm bảo hệ thống điều trị. Hiện nay, cái lực lượng chúng ta đang rất là khó khăn, cho nên chúng ta phải sử dụng một cách tối ưu hóa lực lượng. Nếu như các bệnh viện không tham gia điều trị ca nặng, thì coi như bệnh viện phải hỗ trợ nhân lực ICU, bác sĩ hồi sức cho bệnh viện Dạ Chiến. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị ngành y tế hướng dẫn việc khẳng định F0 tại cơ sở để giảm áp lực cho y tế cơ sở, đồng thời tổ chức lại việc tiếp nhận thông tin và hỗ trợ điều trị F0 tại nhà cho thống nhất, không chồng chéo. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế nên xem và cân nhắc cái việc xác nhận F0 qua nhân viên y tế làm hoặc là người dân tự làm qua giám sát của nhân viên y tế. Chúng ta cố gắng làm thế nào đẩy hết tối đa về cái việc giám sát đi để cho là nhân viên y tế đỡ vất vả trong cái chuyện này. Và cái thứ hai nữa là cũng duy trì về cái việc khai báo y tế này, nhập dữ liệu này. Tất cả 100% đều khai báo trên cổng hết, thì sáng chiều nhiệt độ mạch huyết áp nhịp thở đã có trên nó đấy rồi, automatic ai mà có cái dấu hiệu nguy cơ là nó đã báo động rồi là bên đây anh em. Và cái thứ hai nữa, đối với F0 thì đề nghị là Sở Y tế phân công rõ ràng nhiệm vụ đối với đội ngũ bác sĩ đồng hành với đội ngũ mà các cái bác sĩ tham gia điều trị F0, mà khi tham gia rồi thì các ai một người mua làm rồi người khác không làm nữa. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Sở Y tế rà soát nhận định tình hình dịch hiện nay để đề xuất biện pháp phù hợp, có hướng dẫn để các địa phương linh động mua sắm phương tiện, sinh phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 để hoàn thành mục tiêu tiêm mũi 3 cho người dân trong tháng 3 năm 2022. Sở Giáo dục Đào tạo rà soát để tham mưu Ban chỉ đạo về việc đi học trực tiếp đối với các cấp học cho phù hợp với tình hình dịch bệnh.